Cách để giúp chúng ta đọc được những từ dài là chúng ta phải phát hiện ra những cái từ, đúng không? Những cái từ nó được gọi là gì ạ? Những cái từ mà nó được gọi là base words, đúng không? Base words đó là những cái từ nền tảng nhưng mà rất là quan trọng đó. Thì giống như cái từ quench này là một trong những cái từ base words để giúp cho các anh chị đọc được những cái từ dài hơn, rất dài hơn đối với chúng, đúng không ạ? Chào mừng tất cả các anh chị đến với kênh YouTube của Vinao Official. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị cái cách nào làm thế nào để chúng ta có thể đọc được những cái từ dài, chúng ta có thể nói lên được những cái từ dài mặc dù là rất là khó, đúng không ạ? Và có cái cách nào để giúp chúng ta không cần phải ghi nhớ những cái từ dài như vậy mà chúng ta bắt gặp mà chúng ta vẫn đọc được hay là không, được chưa? Thế thì ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị một cái những cái ví dụ để chúng ta có thể tự mình khám phá ra được những cái điều đó nhé, khám phá ra được những cái điều đó. Rồi thì ví dụ như là gì ạ? Với một cái từ như sau thì các bạn có thể là hơi gặp khó khăn trong vấn đề khi mà chúng ta đọc. Ví dụ là từ, ví dụ tôi chia sẻ đây là từ gì ạ? Từ ok, rồi cái từ này nhá. Với một cái từ mới như thế này thì khi mà chúng ta có thể bắt gặp, đúng nhỉ, với một người mới, chúng ta mới học tiếng Anh thì khi mà một người beginners đó, thì chúng ta nhìn cái từ này nhiều khi chúng ta cảm thấy nó khó để chúng ta có thể đọc được, chúng ta thấy là thiếu cái tự tin để chúng ta thể đọc được chính xác từ này. Thế thì làm thế nào để mà chúng ta có thể là dễ dàng để chúng ta đọc được nó hơn? Thì khi mà chúng tôi chia sẻ, đặc biệt là khi mà Faisal chia sẻ cho những học viên được học đó, thì họ không phải học những từ dài như thế này. Rất là nhiều những anh chị khi mà theo học những cái chương trình và phải ghi nhớ những cái từ vựng, học thêm những từ vựng và phải đọc được lên, nói được lên những từ như vậy thì chúng ta thấy rằng rất là khó, đúng không ạ? Và có cái cách nào để mà giúp chúng ta không cần phải đọc những từ dài một tiết, có thể đọc ngắn lại hơn mà vẫn có thể đọc được những từ dài hơn hay không? Thế thì xin thưa anh chị là hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ anh chị cái cách chúng ta hoàn toàn làm được cái điều đấy. Thì ở tại trung tâm Fibro đấy anh chị, thì anh chị sẽ được học những cái từ được gọi là những từ như thế này thôi ha. Rồi anh chị sẽ được học những từ như thế này, đúng không ạ? Được gọi là những từ base words, những từ là những từ nền tảng. Và khi mà chúng ta nhìn được những từ base words này rồi đó thì chúng ta sẽ thấy được gì ạ? Trong cái phần diễn âm của ASD chúng ta được học, đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta sẽ nhìn rất là rõ cái âm này là cái âm short e sound. Âm short e sound thì cái âm Q and U thì đã được cho chúng ta đọc là gì ạ? And K và W, đúng không ạ? K và W thì chúng ta viết xuống dưới đây luôn. Và cái âm này được gọi là cái âm short e. Đó, thì chúng ta đọc là E là E, giống chữ E là E là N, và chúng ta đọc là gì ạ? Quench. Đó, thì đấy là cái cách để giúp ta đọc được rất là chính xác và dễ dàng cái từ này luôn. Thế thì khi mà chúng ta đã được đào tạo và được học đọc được chính xác những từ có một âm tiết như thế này rồi, vậy thì khi mà ghép vào cho các anh chị, đúng không ạ? Khi mà chúng ta được ghép vào là gì đấy ạ? Là ẩn, đúng nhỉ? Và từ này nữa chúng ta được ghép vào đây, đúng không ạ? Thì hai cái phần này được gọi là tiền tố và hậu tố, đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta lưu ý một chút, đó là cái tiền tố thì không thay đổi cách đọc, thế còn cái hậu tố thì có thể thay đổi cách đọc. Thế thì thường thì chúng ta sẽ đọc từ này là gì ạ? Là ẩn, đúng nhỉ? Ẩn, rất là chính xác rồi. Và thường chúng ta sẽ đọc cái này là gì ạ? Là able, able, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta ghép lại, đúng không ạ? Ghép lại cái tiền tố và cái hậu tố cho cái từ baseless này, cái từ quench này rồi, thì chúng ta dễ dàng để chúng ta đọc hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều anh chị sẽ nhìn một cái, anh chị đọc một luôn là gì ạ? Unquenchable, đúng không ạ? Rất là nhiều những chị học viên của chúng tôi khi mà học theo cái cách này á, họ ngay lập tức họ đọc được luôn, họ ghép là ngay luôn là unquenchable. Thế thì cái cách để giúp chúng ta đọc được những từ dài là chúng ta phải phát hiện ra những cái từ, đúng nhỉ, những cái từ nó được gọi là gì ạ? Những cái từ mà nó được gọi là base words, đúng nhỉ? Base words đó là những cái từ nền tảng nhưng mà rất là quan trọng đó. Thì giống như cái từ quench này là một trong những cái từ base words để giúp cho các anh chị đọc được những cái từ dài hơn, rất dài hơn đối với chúng, đúng không ạ? Thì đây là cách để giúp rất nhiều anh chị khi mà biết đến phương pháp của Fibro thì họ đọc rất là nhanh và rất là nhàn, học rất là nhàn mà không bao giờ nản cả. Thế thì một cái người mà phải học cả những từ gì ạ, 4-5 âm tiết như thế này, unquenchable, thì rất là khó nhớ và rất là khó, đúng không ạ? Nhưng khi mà các anh chị được học theo cách là base words như thế này thì chúng ta chỉ cần đọc đúng cái từ ở giữa thôi. Cái từ base words thôi là chúng ta đọc là quench, nghĩa là rất là dễ. Thường thì nó chỉ 1 hoặc 2 âm tiết, nhưng khi ngay lập tức là anh chị có thể ghép lại được, anh chị đọc là gì ạ? Unquenchable, đối với từ dài, đúng không ạ? Unquenchable, đó. Thì những cái từ base words này là vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Thì tôi sẽ lấy thêm cái ví dụ khác nữa cho anh chị nhé. Khi mà các anh chị bắt gặp được những cái từ dài âm tiết và chúng ta không biết cách để ghép lại và đọc như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta đừng sợ những cái từ đó. Nếu chúng ta nắm chắc được 4 âm trong ASD, chúng ta nắm chắc được những cái từ base words chúng ta đọc đúng thì chắc chắn cái từ dài thì chúng ta cũng sẽ đọc được rất là đơn giản thôi. Rồi, ví dụ tiếp theo, ví dụ như là gì ạ? Rồi, ví dụ tôi lấy thêm ví dụ là như sau nhé.
Rồi ví dụ từ này nữa, thì ví dụ như từ này thì nhiều anh chị cũng thấy là gì ạ, chúng ta gặp cái khó khăn khi mà chúng ta đọc, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đọc thì tuy nhiên là gì ạ, khi mà chúng ta biết cái cách những cái từ base word đó thì chúng ta chỉ đọc là gì thôi ạ. Chúng tôi sẽ đào tạo cho các anh chị học cái cách là gì ạ. Rồi chúng ta sẽ được đọc cái từ như này thì chúng ta đọc là gì ạ, comfort, đúng nhỉ, comfort đó. Và khi chúng ta đọc được từ comfort này rồi đó thì các anh chị rất dễ dàng để chúng ta có thể đọc thêm được những cái tiền tố và những cái hậu tố ở đây, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta đọc được là từ comfort như sau, đúng nhỉ. Thì khi mà cái từ này này các anh chị này chúng ta được học á, thì chúng ta sẽ được cách để chúng ta viết được cái phiên âm của từ này. Anh chị học từ AST đó thì anh chị sẽ đọc rất là dễ dàng, đó anh chị sẽ nhìn luôn như thế này. Và từ này đọc là âm ơ, chúng đọc là come, và âm này là âm ơ ơ ơ, đúng nhỉ, comfort đó, comfort. Anh chị đọc đúng hai âm tiết thôi, comfort. Và khi như vậy chúng ta ghép vào là chúng ta có thể đọc luôn là gì ạ, uncomfortable, đúng nhỉ, uncomfortable đó, rất là dễ dàng, đúng không ạ? Thay vì chúng ta phải nhớ là cả là uncomfortable thì chúng ta chỉ cần nhớ từ comfort, comfort, đúng nhỉ. Và sau đó các anh chị đọc luôn là uncomfortable đó thì nó dễ dàng hơn chúng ta rất là nhiều. Thì mặc dù là chúng ta không có thể, chúng ta chưa gặp hoặc chúng ta không đọc cái từ uncomfortable ngay từ đầu, nhưng nếu như xuất hiện, nếu như có và chúng ta đọc đúng cái từ comfort thì chắc chắn là anh chị có thể đọc được từ uncomfortable, đúng không ạ? Yes, rồi ok. Thì đấy là những cái danh sách của những cái từ mà chúng ta biết cách là tìm ra những cái từ base words, những từ thực sự quan trọng. Chứ khi mà chúng ta biết rằng là tiếng Anh của chúng ta có đến 3,2 tỷ chữ thì làm sao chúng ta có thể đọc được hết được những cái chữ đấy, đúng không ạ? Thế thì chúng ta chỉ cần đọc những chữ là sao ạ? Những chữ nào mà gọi là base words để giúp ta đọc được những từ dài âm tiết hơn, dễ dàng hơn những từ đó, đúng không ạ? Rồi, thì tôi lấy thêm một cái ví dụ nữa cho anh chị nhé. Đó là cái từ gì ạ? Chúng ta có cái từ ví dụ như là cái từ này ha. Rồi. Rồi ví dụ từ này đúng không ạ? Thì rất là nhiều các anh chị cũng có một chút khó khăn khi mà chúng ta đọc, đặc biệt là những anh chị mà beginners thì chúng ta gặp rất là nhiều những khó khăn khi chúng ta đọc những từ dài như thế này, đúng không? Thế thì chúng ta phải hiểu được những từ base word ở đây là những từ gì. Thì các anh chị có thể thân mến là chúng ta sẽ đọc được gì đây ạ? Chúng ta sẽ đọc được ngay cái từ này, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đọc được cái từ believe, đúng không ạ? Believe. Khi mà chúng ta đọc được những từ này rồi đó thì làm sao chúng ta sẽ biết cách để là đọc được, ví dụ khi mà tôi viết phiên âm xuống ở đây cho anh chị nhá, believe, đúng không nhỉ? Believe là cái âm short i này, biệt với âm này long i này, believe, để chợ rất là dễ dàng theo cái phiên âm của ASD. Thế thì khi mà chúng ta được ghép vào rồi, đúng không ạ? Và chúng ta được ghép vào gì ạ? Chúng ta được ghép là từ ẩn, đúng không nhỉ? Và từ này chúng ta khi mà ghép thêm cái hậu tố là able thì nó chuyển thành able như thế này. Và như vậy thì anh chị sẽ đọc luôn là gì ạ? Unbelievable, đúng nhỉ? Unbelievable, đó rất là đơn giản thôi. Thế thì hoàn toàn các anh chị có cái khả năng là gì ạ? Chúng ta đọc những cái từ một âm tiết, hai âm tiết, nhưng mà chúng ta có khả năng đọc được những từ 2, 3, 4, 5, 6 thậm chí là 7 âm tiết rất là dễ dàng, đúng không? Thì đấy là cái cách để giúp chúng ta học đơn giản hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều so với cách mà chúng ta phải nhớ những từ dài âm tiết. Lúc nào chúng ta phải biết cách, chúng ta phải tra những từ dài âm tiết thì rất là khó, đặc biệt trong những trường hợp mà chúng ta không có từ điển bên cạnh, chúng ta phải đi giao tiếp bên ngoài, không phải lúc nào chúng ta cũng kè kè bên cạnh được, không phải lúc nào chúng ta cũng lôi điện thoại ra để chúng ta tra từ điển được, đúng không ạ? Thế thì cái cách này để giúp anh chị khi mà chúng ta luyện tập đủ nhiều, luyện tập được những cái từ base words này đủ nhiều ấy, thì làm sao ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có thể đọc được những từ rất là dài âm tiết. Thì với cái phương pháp này của AHD, của Fire Pro thì giúp cho rất nhiều anh chị rút ngắn cái khoảng cách thời gian lại, học rất là đơn giản nhưng lại rất là nhanh và hiệu quả, đúng không ạ? Ok, và nếu như các chị nào mà quan tâm đến cái chương trình học này thì chúng ta có thể comment xuống bên dưới hoặc click một cái link bên dưới để chúng ta nhận được thêm những thông tin về những cái chương trình học của Fire Pro nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong phần chia sẻ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.